Rồi, mến chào anh em bà con nha. Hôm nay mình có một lô máy xới nhảy, xới cào cào, xới ngược và cắt cỏ. Hai thì động cơ, bốn thì đầy đủ. Thì mình sẽ quay lên đây giới thiệu chi tiết cho anh em bà con xem một lần. Xem rồi anh em bà con ưng được con nào thì anh em bà con chốt ủng hộ mình nha. Rồi, giờ này cũng tối rồi, quay đến đại giờ nhậu nha bà con. Quay nhanh nhanh thì anh em bà con xem mà chưa rõ thì cứ kết bạn Zalo số điện thoại dưới video, rồi mình sẽ gửi hình ảnh video trực tiếp cho anh em bà con xem lần nữa nha. Rồi, con này đầu tiên là con ép bơi 50, công suất 5 ngựa, OHV nòng xéo giăng ma nha bà con, GA 140. Con này là sới đi ngược nha bà con, sới đi trước á, răng phay đảo chiều, có nghĩa là ở ngoài đi tới thì trong quay lui, ở ngoài đi lui thì trong quay tới. Những cái dòng răng này sới rất là mịn đất nha bà con. Đó, sới rất là tơi đất. Đây, dạng sới nó đi trước, đầu máy đi sau thì mình gọi là sới đi ngược. Con này số sới là một số sới và hai số tiến, một số lùi. Đó, nó truyền tải từ bên này, bên ốp của bên Bolivia truyền qua hộp sên và kéo xuống hộp số. Thì xài rất là bền, tại vì nó tải qua nhông, chứ nó không ăn trực tiếp. Đầu máy chạy rời và chạy bằng da cua ro nha bà con. Chạy bằng da cua ro, máy khá là liền lạc, sạch sẽ. FB50, công suất 5 ngựa. Con này nặng khoảng tầm 7-80kg nha bà con. Khoảng tầm 7-80kg á. Thì trước khi bà con mua thì cân nhắc cái số ký nha. Tại vì nhiều anh em bà con hay nói là coi trong hình nó to, sau gửi về đây nó nhỏ thì cũng khó lắm. Cũng khó, nên là anh em bà con trước khi mua thì cân nhắc số ký và cân nhắc cho kỹ rồi hỏi và mua nha. Nếu mua giờ lỡ mà chơi nhỏ thì trả lại cũng tốn tiền ship cho đôi bên cực lắm. Rồi, đầu tiên con này 7 triệu 8 triệu 500 ngàn, 8 triệu 500 ngàn nha bà con. Rồi, tiếp theo con số 2. Con số 2 là con giang ma, cũng y như con đó luôn, nhưng mà nó là em. Em con đó, công suất 3 ngựa. Đó, công suất 3 ngựa GA 90. Cũng sới đi ngược luôn nha bà con. Cũng OHV nòng xéo luôn. Đó, giang ma. Rồi, con này 6 triệu 2, 6 triệu 2 nha bà con. 6 triệu 2, số nó như nhau luôn. Đó, thì cũng một số sới và hai số tiến, một số lùi. Đó, máy cũng khá là liền lạc chất. Rồi, 6 triệu 200 ngàn. Giá này mình đã bao phí vận chuyển về tận nhà cho bà con luôn rồi nha. Đó, bà con chỉ bỏ đúng 6 triệu 200 ngàn nữa là ok thôi. Rồi, 6 triệu 200 ngàn. Tiếp theo con Honda. Con này là F510 5 ngựa nha bà con. Con này 3 tiếng một lùi, có thỏ rùa thành 6 tiếng. 6 số tiếng, 2 số lùi. Con này thuận tiện cho anh em làm cào cào. Đó, sới cào cào, làm xe lôi. Rồi làm rờ mốt rồi đó. Kéo cày. Nói chung là nó được 3 chức năng nha bà con. Rồi, con này là 6 triệu 800 ngàn. Con số 3. 6 triệu 800 ngàn. Động cơ Honda OHV nòng xéo. 5 ngựa nha bà con. Rồi, tiếp theo con số 4. Con số 4 là con Kubota TMA4 rồi con. Con này thì nó bị mất cái nắp rồi, nên là mình có bỏ cái nắp khác lên, nhìn cho nó dễ coi, chứ máy mất thì rất là ok nha bà con. Nè, răng rất là đẹp. Răng là dài khoảng tầm 90. Răng rinh rất là đẹp nha bà con. Đó, răng rinh rất là đẹp. Nhìn sạch sẽ liền lạc. Con này máy nổ thì khỏi phải bàn nha bà con. Nổ rất là im, im ru luôn, im như nín thở luôn á. Con này là cào cào có số, hai số tiến, một số lùi. Động cơ là OHV Kubota FM120, công suất 4 ngựa nha bà con. 4 ngựa. Khá là liền lạc, sạch sẽ. Con này rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ bị bởi cái nắp thôi, mình bỏ cái nắp khác lên thôi. Đó. Thì con này mình bán cho bà con là 6 triệu 400 ngàn. 6 triệu 400 ngàn. Đẹp nha bà con, rất là liền lạc. Rồi, 6 triệu 400 ngàn. Con số 5. Con này là con TMA35, động cơ OHV GH100, công suất 3 người rưỡi. TMA35 công suất 3 người rưỡi bà con. Con này đi bộ lô lô chống lúng. Đây, đó, lô lô chống lúng. Đầu GH170, GH100, công suất 3 người rưỡi. Máy khá là liền lạc chất. Rồi, con này có số luôn nha bà con, hai số tiến, một số lùi. Đầu OHV Kubota, động cơ 3 người rưỡi. Rồi, giá bán cho bà con là 6 triệu 200 ngàn.
6.200.000 con số 5. Rồi con số 6. Con này con Yanma BMT320. Động cơ là GA90, công suất là 3 ngựa. OHV nòng xéo nha bà con. OHV nòng xéo. Con này là hai số tiến, một số lùi luôn, cào cào có số hết nha bà con. Xài cốt lục giác. Những dòng này xài cốt lục giác hết, xài rất là bền, không bị phá chốt nha bà con. Rồi, con này 4.800.000. 4.800.000. Con số 6. Rồi tiếp theo con số 5. Con số 7. Con số 7. Con này con Isaki. Con Isaki. Động cơ nó là FE91. FE91. 3 người rưỡi nha bà con. 3 người rưỡi OHV nòng xéo. Đời này rất là hợi bà con. Đỏ Âu luôn. Một khúc đỏ, khúc đen luôn. Rồi con này 3 màu. Rồi giá 5.900.000. Giá 5.900.000 bà con. Con này đang đi bộ bánh lòng sạc cỏ nè. Đó. Bánh lòng sạc cỏ. Chắc là vui. Rồi, 5.900.000. Rồi tiếp theo con Honda F201. Honda FG2001. Con này xới 4 thì, động cơ 4 thì mà con. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn, tầm khoảng 15kg thôi. Đó, con này thuận tiện cho anh em mà con mua về để xới rảnh cỏ, xới đất nhẹ. Nói chung làm nhẹ nhẹ thì được. Đó, tầm khoảng 15kg. 15kg nha bà con. Rồi, con này giá bán cho bà con là 3.600.000. Con số 8, 3.600.000. Anh em bà con nào mua con nào chụp hình màn hình và gửi qua con số đó thì mình sẽ gửi lại con máy đó cho ban game bà con coi một lần nữa trước khi anh em bà con chốt nha. Rồi, 3.600.000. Rồi, hôm nay có một con số 9. Con này xới cỏ rảnh, động cơ 2 thì. Đó, chỉ bóp ga là chạy thôi anh em. Đây, bóp ga là chạy thôi. Động cơ 2 thì. Con này động cơ 2 thì nha. Con này hãng Tanaka. Tanaka động cơ 2 thì, chạy xới cỏ rảnh. Xới cỏ rảnh. Đó. Con số 9 giá 2.200.000. 2.200.000 bà con. Rồi, tiếp theo. Con cuối cùng. Con này là con cắt cỏ đẩy nha bà con. Cắt cỏ tự hành. Đó, con này cắt cỏ là khi anh em bà con bỏ số thì nó tự chạy. Rồi khi nào anh em gài số cắt thì nó sẽ cắt cỏ cho anh em. Con này cắt rất là khỏe. Đó, lưỡi dao nó đây. Con này xài hai lưỡi dao nha bà con. Đó, hai lưỡi dao. Nhìn cái bề này thì nó hơi xét xét thôi, nhưng mà máy rất là chất, máy Honda GX120, công suất là 4 ngựa. Đó. Máy cũng khá là chất anh em. Nói chung là máy nổ im lắm. Đó, mình chỉ bỏ số rồi mình gài số cắt là nó cắt rồi tự nó chạy luôn. Rồi, con này giá bán cho bà con là 4.900.000. Giá mình báo ra đã bao phí vận chuyển cho anh em bà con hết rồi nha. Đó, thì anh em bà con nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại, kết bạn số điện thoại dưới video đó, rồi mình sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho anh em mà coi con xem một lần nữa trước khi anh em mà con chốt nha. Rồi, máy đã xong thì mình đã quay xong 10 con máy rồi, thì anh em mà con xem được con nào thì anh em mà con liên hệ chốt ủng hộ mình nha. Còn trong nhà đây còn máy rất là nhiều, thì anh em coi được con nào thì chấm con nào thì cứ chụp màn hình, kết con nào cứ chụp màn hình gửi qua Zalo rồi mình sẽ gửi lại hình ảnh cho anh em bà con xem chi tiết một lần nữa trước khi anh em bà con chốt. Rồi, mặt trời đã lặn, tới giờ rồi anh em bà con ơi. Giờ này tới giờ tới cử rồi, giờ mình quay như đó thôi nha. Rồi, hẹn gặp anh em bà con trong những video tiếp theo. Mến chào anh em bà con.